Xin kính chào tất cả quý phụ huynh và các học sinh. Video học hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đi vào các bài tập trong vở tập toán lớp 4 bài 95, đó là bài luyện tập. Yêu cầu số 1, khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng. Như vậy hình có diện tích lớn nhất trong 3 hình, hình A, hình 1, hình 2, hình 3 là hình nào? Như vậy cái hình thứ nhất này này. Hình thứ nhất này nó là hình vuông. Vậy các em sẽ tìm diện tích của hình vuông bằng cách lấy độ dài một cạnh nhân với chính nó. Như vậy các em lấy 5 x 5. 5 x 5 thì bằng 25. Đơn vị sẽ là cm vuông. Như vậy hình thứ nhất này có diện tích là 25 cm vuông. Hình thứ hai thì người ta đã cho các em diện tích rồi. Hình thứ hai này người ta cho các em diện tích ở đây là bằng 20 cm vuông. Sang hình thứ ba, hình thứ ba này là một hình chữ nhật đúng không ạ? Đây là hình chữ nhật. Muốn tìm diện tích hình chữ nhật thì các em lấy chiều dài nhân với chiều rộng. Chiều dài nhân với chiều rộng thì ở đây các em sẽ lấy 6 nhân với 4 bằng 24. Như vậy nó sẽ bằng 24 cm vuông diện tích. Các em dùng bút chì các em có thể viết như thế. Như vậy sau khi tìm diện tích xong thì chúng ta thấy diện tích lớn nhất chính là diện tích của hình thứ nhất, là diện tích của hình vuông này này. Nó có diện tích là 25 cm vuông thì lớn nhất trong 3 hình, đúng không ạ? Hình này bằng 25, 20, 24 đều đơn vị là cm vuông cả. Như vậy cái hình 1 này có diện tích lớn nhất. Các em khoanh vào. Đáp án A. Sang bài tập số 2. Viết vào ô trống theo mẫu. Đối với bài tập số 2, người ta cho các em 4 hình. Hình 1, hình 2, hình 3, hình 4. Đấy, các cái hình này đều là hình bình hành. Các em chú ý cho cô công thức tính chu vi đúng không ạ? Đây tính chu vi. Muốn tìm chu vi hình bình hành thì các em lấy độ dài một đáy này nhân với độ dài một cạnh bên này. Đây chưa? Với hình bình hành thì nó sẽ có hai đáy này. Đây có thể các em chọn đáy là đây. Nếu các em chọn hai đáy là đây này, đây là đáy này thì đây cũng là đáy, được chưa? Đây cạnh bên thì đây cũng là cạnh bên. Như vậy các em lấy một cạnh bên này, các em cộng với một cạnh đáy rồi các em nhân hai lên thì nó sẽ ra được là chu vi của hình bình hành. Nếu cô đặt đây là A này, cạnh này là A này. Được chưa? Cạnh này là B này. Đấy, cạnh bên này, cạnh đáy này thì chu vi hình bình hành nó sẽ có công thức là gì? A cộng B tất cả nhân 2. Đây là công thức tính chu vi hình bình hành. Như vậy cái hình bình hành thứ nhất này có cạnh bên là bằng 4, cạnh đáy bằng 6. Lấy 4 cộng với 6 bằng 10. Thực hiện trong ngoặc trước đúng không ạ? 4 cộng 6 bằng 10. 10 nhân với 2 lên thì bằng 20. Như vậy người ta tính bằng 20 cm rồi. Sang hình thứ hai. Hình thứ hai thì bây giờ chúng ta có cạnh bên ở đây bằng 5 này, cạnh đáy bằng 3, đúng không ạ? Như vậy các em lấy cạnh bên là 5. Các em cộng với cạnh đáy là cộng thêm 3 nữa. Đấy, lấy cạnh bên cộng cạnh đáy trong ngoặc nhân với 2. Như vậy 5 cộng với 3 thì bằng 8. 8 nhân với 2 bằng 16. 16 cm. Như vậy thì cái hình thứ hai này nó sẽ có chu vi là 16 cm này các em. Tiếp tục sang đây 16 cm này. Sang hình thứ ba, hình thứ ba này cũng là hình bình hành. Kem cũng lấy cho cô, người ta cho đây là hình bình hành. Tất cả bốn hình này người ta đều nói là hình bình hành rồi. Như vậy, đây là một đáy này, đây là một cạnh bên này. Đấy, hoặc là nếu mà kem lấy đáy đây thì đây sẽ là cạnh bên. Như vậy kem lấy đáy này, kem lấy đáy kem cộng với cạnh bên rồi kem nhân 2 ra. Được chưa? Hoặc là lấy hai cạnh liên tiếp nhau. Kem lấy hai cạnh liên tiếp, đây cũng là hai cạnh liên tiếp này. Đây cũng là hai cạnh liên tiếp nhau này. Đấy, chứ không phải là lấy hai cạnh đối nhau đâu nhé. Chúng ta lấy hai cạnh liên tiếp cộng vào rồi nhân 2 thì sẽ ra chu vi. Như vậy ở đây sẽ lấy 4 cộng 4 tất cả nhân 2. Đấy, đây là đáy này thì đây là cạnh bên. Lấy 4 cộng với 4 thì các em thực hiện trong ngoặc trước bằng 8. 8 nhân 2 cũng bằng 16. Như vậy cái hình thứ hai này cũng có chu vi 16 cm. Hình thứ ba, các em cứ lấy hai cạnh liên tiếp
Đấy, nếu cạnh đáy này thì đây sẽ là cạnh bên, mà nếu đây là cạnh đáy thì đây sẽ là cạnh bên. Đấy, để ngược nhau như vậy. Kem lấy hai cạnh liên tiếp là lấy 4, kem cộng với 5. 4 cộng 5 trong ngoặc nhân 2. 4 cộng 5 thì bằng 9, nhân với 2 bằng 18. Như vậy cái hình số 4 này có chu vi sẽ là bằng 18 cm. 18 cm. Như thế thì em điền cho đây cho cô là 18 cm. Như vậy sau khi nói lại, tóm lại là sau khi chúng ta làm xong đây, đây là cái cách tính. Sau khi làm xong thì em chú ý là muốn tìm chu vi của hình bình hành thì các em lấy hai cạnh liên tiếp cộng với nhau, cứ lấy hai cạnh liên tiếp, đây hai cạnh liên tiếp, hai cạnh liên tiếp cộng với nhau, rồi các em tất cả trong ngoặc nhân với 2 thì sẽ ra được chu vi nhé. Bạn nào chưa xong hãy dừng lại làm cho xong hai tập 1 và bài tập số 2 nhé. Cô chuyển tiếp sang bài tập số 3 như sau. Vào ô trống theo mẫu, ở đây là hình bình hành, người ta cho đáy rồi, cho chiều cao rồi, muốn tìm diện tích. Muốn tìm diện tích thì các em lấy đáy nhân với chiều cao thì sẽ ra diện tích, đúng không ạ, bằng 136. Rồi ở đây cạnh đáy này chiều cao chưa biết, biết được diện tích rồi. Như vậy chúng ta có công thức là gì? Đáy này, cạnh đáy nhân với chiều cao thì bằng diện tích, đúng không ạ. Như vậy muốn tìm chiều cao thì các em sẽ lấy diện tích, các em chia cho cạnh đáy thôi. Cô nói lại nha, cái này là tích này, thừa số nhân thừa số bằng tích này, đấy đúng không, đáy này nhân với chiều cao thì bằng diện tích, đúng không ạ. Như vậy có phải thừa số nhân thừa số bằng tích không? Muốn tìm thừa số chưa biết, các em lấy tích, các em chia cho thừa số kia. Như vậy thì các em sẽ lấy 182, các em chia cho 14. Như vậy các em sẽ lấy 182 chia 14 cho cô. 182 chia cho 14 thì kết quả chúng ta sẽ bằng 13. Các em ghi 13 vào. Đây là phép chia ra, 182 chia 14 thì sẽ bằng 13. Đơn vị là cm. Đây cũng hoàn toàn tương tự. Đáy này nhân với chiều cao bằng diện tích. Muốn tìm cạnh đáy thì các em lại lấy diện tích, các em chia cho chiều cao. Xem như đây là thừa số nhân thừa số bằng tích này. Muốn tìm thừa số chưa biết, các em lấy tích chia cho thừa số kia. Như vậy ở đây, các em sẽ lấy 360. 360 các em chia cho 24, kết quả sẽ bằng 15. Đơn vị cm. Tiếp tục sang bài tập số 4. Cho hình H. Hình H tạo bởi hai hình. Thứ nhất là hình chữ nhật ABCD. ABCD. Đấy. Và thứ hai là hình bình hành BEFC. Được chưa? Như vậy muốn tìm diện tích của cả cái hình H này thì các em sẽ đi tìm diện tích của hình chữ nhật. Các em tìm diện tích của hình bình hành. Sau đó các em cộng diện tích của hai hình này ra. Hai hình này thì sẽ ra được diện tích của hình H. Phải không nào? Như vậy đầu tiên các em sẽ đi tìm cho cô diện tích hình chữ nhật ABCD. Diện tích hình chữ nhật ABCD. Muốn tìm diện tích hình chữ nhật, các em lấy chiều dài nhân với chiều rộng 12 cm². Diện tích hình chữ nhật thì lấy chiều dài nhân chiều rộng thôi. Được chưa? Rồi, sang diện tích hình bình hành. Hình bình hành này thì các em xem đây là cạnh đáy này. Đây là cạnh đáy, các em có thể lần lại như thế này cho dễ nhìn. Nhìn chưa? Dễ nhìn hơn chưa? Đấy, BEFC thì cạnh này là cạnh đáy đúng không ạ? Mà cạnh đáy này thì nó đúng bằng 4 cm, đúng bằng cạnh này này. Như vậy cạnh này cũng bằng 4, chiều cao đây, chiều cao bằng 3. Như vậy muốn tìm diện tích hình bình hành, các em lấy cạnh đáy nhân với chiều cao. Như vậy
diện tích hình bình hành. Diện tích hình bình hành là BEFC. Kem sẽ lấy đáy 4 nhân chiều cao bằng 3. Nó cũng bằng 12 cm². Tìm được diện tích của hai hình rồi thì em sẽ tìm diện tích của hình H. Tìm diện tích hình H. Hình H này thì nó được tạo nên bởi hai hình, hình chữ nhật và hình bình hành. Như vậy kem lấy diện tích hình chữ nhật cộng với diện tích hình bình hành thì sẽ ra được diện tích hình H 24 cm². Đáp số (24 cm). Như vậy trên đây cô và các em đã vừa hoàn thành xong được toàn bộ các bài tập của bài 96 trong 95 trong vở bài tập toán lớp 4. Để ủng hộ cho kênh Mít Hạnh thì quý phụ huynh cũng như các em học sinh chúng ta hãy nhớ like và chia sẻ video sau khi xem nhé. Quý phụ huynh nào chưa đăng ký kênh hãy nhấn nút đăng ký màu đỏ ngay phía dưới góc phải màn hình để chúng ta tiếp tục theo dõi các video mới trên kênh. Hẹn gặp lại tất cả quý phụ huynh, các em học sinh ở các video học tiếp theo.